Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 205 Và ngày 13 tháng 8 nha Video này em xin phép lên nhanh Video ngắn thôi các anh nha Và video này là video lô cần tay ạ ba cây cần tay mới về nha Thì khổ của nó là khổ 3m9 Khổ 3m9, 4m5 và 5m4 Những cây này thì cho các anh Một là các anh mua về các anh sưu tầm trưng bày Hoặc là các anh đi vẩy rô Vậy giết Câu cá chép, câu suối nha Đây, câu suối đây những cây này thì độ cứng gũi ba cây này đều là 2.5 đến 3H hết nha 2.5 đến 3H và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 giá bên em báo chưa bao gồm phí ship phí ship mỗi cần là 3 40k nhé 40k em sẽ đóng ống nước ship có toàn quốc cho các anh các anh nhận hàng được kiểm tra nhé anh nào đặt trên hai sản phẩm thì sẽ được hỗ trợ bao ship hoặc một sản phẩm chuyển khoản thanh toán em bên em sẽ bao ship luôn nhé đây và những cái cần này thì thuộc bản là Kodia xuất nhật các anh nhá. Kodia xuất nhật thì cây này là có dòng là Helium nhá, Helium. Đây, Helium nhá. Đây, full hộp chưa sử dụng hết các anh nhá. Ở đằng sau của nó thì có cái bao da cho mình. Có một cái túi da nhá, túi da. Đây, mỗi hộp đều có nhá. Thì khổ này là khổ 3m6, cái lóng khổ này thì nó dài hơn hai cái khổ kia nhá. Hai khổ kia thì nó tự bằng nhau, còn khổ này nó dài hơn một tí nhá. Đây, Đây, nó có cái mút để nó gắn cái cẳng đây. Có đi kèm cái túi nha, cái 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 túi da của nó. Tí nữa em sẽ test cái túi da cho các anh can xem, review cái túi da cho các anh xem. Đây, cái đầu tiên ạ. À. Đây. Cái lóng của nó nhỏ nha, lóng của cây cần 3 mét chiều dài 39 nha. 39. Đây, 39 nha, cái góc của nó đây góc của nó là 8.7 nha cái tay cầm là 19 nha 19 nha ngọn là 0.8 cái này thì nó cũng tầm là ngọn 0.7 thôi là và trọng lượng là 67 gram nha rất là nhẹ tay cầm cuốn trị ạ à. cần tay đắp khúc nha đây có nắp chụp đi kèm đầy đủ có bao đi kèm đầy đủ hết các anh nha đây. cái này thì nó ngắn cái khổ nó nó dài và chiều dài nó ngắn nên nó có ba ngọn nha bốn 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 khúc nha bốn lóng nha bốn lóng nguyên zin nguyên bản hết các anh nha đây nguyên zin nguyên bản hết đây nguyên bản hết nha thì cần cần những loại cần tay đắp khúc thường thì nó cái lóng của nó ngắn dài khác nhau nha cái khổ ngắn dài khác nhau đây ngắn dài khác nhau nha đây ngọn đẹp. À. nguyên zin hết nha Và cây này nó có mã số là mã số 1, giá của nó là 1 triệu 100 nha. Mã số 1 giá 1 triệu 1 cho cây này ạ. À. Cây tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 cho anh nha. Mã số 2 thì nó có ngọn là 0.7 trọng lượng của nó là 98 g gần 100 g cho mình cân nhá. Bởi vì em tháo cái nắp chụp ra để em căng lên, nó 98, nếu mà bỏ gắn nắp chụp vô cũng tầm 100 cho mình. Đây, cái gọng lóng góc của nó đây. đây. Em đo cái phần này nhá, ở đây nó có cuốn chỉ chích keo đây. Em đo phần này đi, 10.8 nha, 10.8 và góc tay cầm của nó là 22.4. 22.4 nhá, chiều dài của nó là 4,5 m à, 4,5 m thì càng còn nguyên dinh nguyên bản hết ba cái này thì đều như Mẫu mã như nhau Cái này thì nó có tổng cộng là 5 lóng nha 5 lóng 5 lóng cho mày Đây, Em giới thiệu sơ qua lên nhanh cho các anh Và cái này mã số là mã số 2 Giá của nó là 1 triệu 200 nha Mã số 2 giá 1 triệu 200 Cái này là chiều dài 4,5 m nha 4m5 Đây 15 nha Tiếp theo ạ à. Cái chiều dài 5,4 m nha 5m4 có đi kèm bao và hộp đầy đủ các anh nhé và cái này chiều dài 5m4 cái lóng của nó to đây mà ra xem 12.8 nhá góc tay cầm là tầm là 22.8 ngọn của nó là 0.7 trọng lượng là 138g nhé. có nắp chụp thì 140 cho mình đây như nhau hết các anh nha cái này 5m4 à. Độ cứng rơi tầm là 2.5 đến 3 h nha. Những cây này. Và cây này nó có tổng cộng là 6, 6 lóng nha. 6 lóng. 2, 4, 6 nha. 6 ngọn đây. Nguyên zin hết nha. Chưa sử dụng qua. Chất liệu là carbon hết nha. Mời các anh xem. Màu đen hết nha. Phôi rất là cứng nha. Rất dày. Phôi nó dày nha. Đây. Phôi nó dày. Và cái này có mã số là mã số 3. Giá của nó là 1 triệu 400 nha mã số 3 giá 1 triệu tư và em sẽ lấy cái bao da cho các anh xem xem bên trong nó sẽ như nào đây cái bao của nó đây có in chữ helium he nhá helium dưới đế đây ạ à. chứ sử dụng qua nhá các anh nhá đây nó cũng có hai bên luôn một bên là cho mình gắn gắn cước nhá nó có cái túi phụ bên dưới cái túi phụ bên dưới nhỏ nhỏ nha đây cái túi phụ bên dưới nhỏ đây mời anh xem dài nhá cần dài đây cái gắn cước cho mình bên đây thì cho mình đựng cần nha cho mình đựng cần bên trong đây cho mình đựng cần bên trong nha và em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký chia sẻ giúp em ạ đừng quên bấm nút thông báo để đón nhiều video mới tiếp theo em sẽ ra nhá sẽ ra trong ngày hôm nay các anh đón chờ giúp em nhớ bật thông báo các anh nhá và em xin cảm ơn tất cả các anh rất nhiều anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình nhé số điện thoại của em là 0356776692 và em xin chào tạm biệt ạ